Thái hoàng thái hậu, hoàng thượng, thì thư cô nương diện kiến. Thái hoàng thái hậu Cát Tường, hoàng thượng Cát Tường. Quả nhiên là một cô nương thanh tú. Cô nhìn chằm chằm Ai Gia làm gì? À, chỉ là nô tỳ hiếu kỳ. Thì ra thái hoàng thái hậu lại xinh đẹp như vậy. Khuôn mặt rất phúc hậu, rất giống Quan Thế Âm Bồ Tát đi từ trong tranh ra. Cô không cần đứng ở đây lời ngon tiếng ngọt. Lý Dị Quang, cô đã biết tội chưa? Nô tỳ biết tội. Cô biết tội gì? Nói ra cho Ai Gia nghe thử. Nô tỳ có mắt mà không trồng, không nhận ra được hoàng thượng chính là Chân Long Thiên Tử, hàng thật đúng giá. Đầu của nô tỳ đúng là đầu heo, nên hoàng thượng nói cái gì là nô tỳ tin cái đó. Xem kìa, Hoàng thượng xem tiểu a đầu này có chỗ nào giống như đang nhận tội không. Rõ ràng là cô ta đang nói vòng vo để đổ tội cho hoàng thượng. Hoàng tổ mẫu, a đầu này lúc nào cũng vậy, nghĩ gì nói đó, không biết nặng nhẹ. Vậy đứng lên trước đi. Tạ ơn hoàng thái hậu. Hoàng thái hậu ơi, những gì nô tỳ nói là thật, không có gạt người. Lúc đầu nô tỳ thấy hoàng thượng mặc long bào ngồi trên long liên đi tới ngự thư phòng cũng thấy rất tò mò, nô tỳ liền đuổi theo hoàng thượng. Ê đệ, rốt cuộc đệ là hoàng thượng hay long tam? Hoàng thượng liền nghiêm mặt nói với nô tỳ. Nhỏ tiếng thôi, đương nhiên ta là long tam, không phải hoàng thượng. Nè đệ không phải hoàng thượng, vậy tại sao đám người đó ai cũng quỳ xuống gọi đệ là hoàng thượng? Đó là bởi vì đệ là thế thân của hoàng thượng. Đệ là thế thân của hoàng thượng. Đúng vậy, vì dốc dáng và dung mạo của đệ rất giống với hoàng thượng, cho nên đệ là thế thân của hoàng thượng. Tỷ cũng biết đó, đại thanh chúng ta tuy đã nhập quan hơn 10 năm nhưng mà vẫn chưa ổn định. Hoàng thượng còn trẻ, chỉ vừa mới chấp chính, không có đám tàn dư nhà Minh, cũng có rất nhiều đại thần ở trong triều đều muốn mưu sát hoàng thượng, cho nên đệ phải làm thế thân cho hoàng thượng. Thì ra là như vậy. Hèn gì đệ lại kết bái với ta, nếu là hoàng thượng sao lại kết bái với ta được chứ. Đúng vậy, giờ thì tỷ đã biết tại sao ở trong cung không có ai biết Long Tam rồi chứ gì. Đó là bởi vì ta không phải là thị vệ bình thường, mà ta chỉ cần xuất hiện vào những lúc hoàng thượng cần là được. Thái hoàng thái hậu, mọi người đang cười gì vậy? Những gì nô tỳ nói là thật, không có gạt người. Lúc đó nô tỳ nghĩ là Long tiểu đệ thật đáng thương, bán mạng vì hoàng thượng còn phải đỡ một dao cho hoàng thượng nữa. À đầu này đúng là thú vị thật. Hoàng tổ mẫu, sự việc lúc đó đúng là như vậy. Tôn Nhi vì nhất thời chưa hết tính trẻ con, thấy a đầu này không biết cái gì hết nên thấy hứng thú muốn trêu chọc cô ấy. Hoàng thượng trêu chọc nhưng nô tỳ lại tưởng là thật, xem hoàng thượng như huynh đệ thật, không muốn thấy người đi chết. Thái hoàng thái hậu, nô tỳ thật sự cho rằng hoàng thượng phải liều mạng với ngao bái cho nên mới cởi áo sợi chỉ vàng đang mặc trong người đưa cho hoàng thượng, còn cùng với người đi liều mạng với ngao bái nữa. Nếu như không nhờ ca ca tới kịp thời thì chắc nô tỳ và hoàng thượng. Xem ra a đầu này còn giận lắm. Thôi được, lần này Ai Gia tha cho cô nương. Thật sao? Tạ ơn thái hoàng thái hậu, vẫn là người tốt nhất, không giống với hoàng thượng chỉ biết ức hiếp nô tỳ. Ai Gia nghe nói cô đứng ngay giữa nơi đông người trước mặt bao nhiêu là đại thần thái giám, thẳng tay tát vào mặt hoàng thượng một cái, có đúng không? Ai Gia thật sự rất là tức giận. Ta thật không ngờ, đúng như lời hoàng thượng đã nói, chẳng qua cô chỉ là một tiểu a đầu ngốc nghếch, tuy không hiểu quy tắc trong cung cấm nhưng mà đối với hoàng thượng lại rất có tình có nghĩa. Ý của thái hoàng thái hậu là tha cho nô tỳ, không trách phạt nô tỳ nữa. Không, dù gì thì cô cũng đã đánh hoàng thượng, như vậy là phạm thượng. Nếu như bây giờ không trách phạt cô, uy nghiêm của Ai Gia và hoàng thượng bỏ đi đâu hả? Thái hoàng thái hậu, người vẫn phạt nô tỳ sao? Hành động này của cô tội chết có thể miễn, nhưng mà
tội sống cũng khó tha. Hay là như vậy, cô dùng tay nào để tát hoàng thượng thì đưa cái tay đó ra, đánh vào bàn tay đó 50 roi. Thái hoàng thái hậu, cha và sư phụ nô tỳ đều đánh vào tay của nô tỳ sợ lắm. Có thể đổi một hình phạt khác được không? Đã miễn tội chết cho cô rồi, cô còn trả giá với ai gia sao? Không phải, không phải, nô tỳ không dám trả giá. Chẳng qua là nô tỳ dùng tay phải đánh hoàng thượng, nhưng mà tay phải của nô tỳ bị thương, vẫn còn đang băng bó. Thái hoàng thái hậu, người coi đi. Đúng vậy hoàng tổ mẫu, vết thương trên tay của chị Quang là trong lúc cứu tôn nhi bị ngao bái dùng dao găm chém trúng. Vết thương vừa dài vừa sâu, khó khăn lắm mới cầm máu lại được, tới bây giờ vẫn chưa lành lại. Vậy thì chờ lành lại rồi đánh. Thái hoàng thái hậu, xin người hãy tha cho nô tỳ. Nô tỳ đã biết lỗi rồi, sau này nô tỳ không dám nữa. Hay là như vậy đi, ai gia sẽ cho cô thêm một cơ hội. Ai gia sẽ ra 3 câu đố, nếu như cô trả lời đúng thì miễn cho cô 50 roi này. Giải đố sao? Nô tỳ sợ nhất là giải đố. Không giải đố được không? Tiểu A đầu này thật là vừa sợ chết, vừa sợ bị đòn, vừa sợ giải đố. Vậy phải làm sao? Vậy là muốn bị chém đầu, hay là muốn bị đánh, hay là giải đố đây? Vậy thì giải đố đi. Nhưng mà Thái hoàng thái hậu, những câu đố của người có khi nào không có đáp án? Sao ai gia lại dùng cách đó để đối phó với một tiểu a đầu như cô nương được chứ? Câu đố của ai gia chắc chắn là có đáp án. Dạ, Thái hoàng thái hậu bớt giận, nô tỳ lòng dạ hẹp hòi, xin Thái hoàng thái hậu ra câu đố. Cho tiểu a đầu cô biết, chủ nhân của hậu cung là hoàng hậu sẽ là người cho cô 3 câu đố. Ha, trong vòng 1 canh giờ sẽ quay lại hỏi cô. Dạ, tạ ơn Thái hoàng thái hậu. Hoàng tổ mẫu, người bỏ qua cho ả nịnh hót Lý Dị Quang đó dễ dàng vậy sao? Không tha cho ả thì phải làm sao đây? Cho dù loại bỏ được ả thì hoàng thượng cũng sẽ không thân thiết với con hơn, ngược lại còn xa cách hơn. Ai gia cũng sẽ bị hoàng thượng oán hận cả đời. Không lẽ người không lo Lý Dị Quang tiếp tục ở trong cung hại hoàng thượng sao? Lúc đầu ai gia có lo lắng, nhưng mà sau đó khi ta gặp Lý Dị Quang rồi, ta phát hiện ả chỉ là một tiểu a đầu lỗ mãng mà thôi. Hoàng thượng cũng chỉ là tâm tính trẻ con, muốn đi tìm một thứ đồ chơi lạ lẫm để bông đùa thôi. Cho nên ai gia muốn tha cho cô ta, để chờ coi sau này tình hình ra sao rồi mới tính tiếp. Nếu hoàng tổ mẫu đã nói như vậy thì thần thiếp sẽ cố gắng nhẫn nại. Ai gia ra 3 câu hỏi này, một là để xem xét về Lý Dị Quang, còn hai là muốn cho hoàng hậu một cơ hội. Vậy bây giờ 2 câu hỏi đầu tiên cho cô ta sẽ do hoàng hậu ban ra, rồi câu hỏi cuối cùng sẽ do ai gia ban ra. Được. Đây là câu hỏi thứ nhất. Cô phải dùng một sợi dây để lấy viên đá nằm trong chén bên này đặt qua chén bên kia. Đơn giản vậy thôi sao? Không đơn giản. Điều kiện là không được dùng sợi dây này để buộc vào viên đá. Vậy nô tỳ dùng thứ khác hỗ trợ được không? Được thôi, nhưng chỉ được dùng một tay thôi, và bàn tay này cũng không được đụng vào viên đá đó. Hoàng tổ mẫu, vậy có quá khó hay không? Chỉ được dùng có một tay, còn không được đụng vào viên đó, thì làm sao mà dùng dây thừng dời viên đá từ chén này qua chén kia được chứ? Hoàng thượng à, nếu như tiểu a đầu này nhận thua, a gia sẽ sai Lý tổng quản thị phạm cho ngươi xem. Nhưng mà 50 roi hình phạt thì cô bắt buộc phải chịu. Hoàng tổ mẫu,
Nhưng mà tay của chị Quang vẫn còn đang bị thương. Vậy thì chờ lành lại rồi đánh. Hoàng tổ mẫu, nếu như dĩ Quang không giải được câu đố này, người có thể nể mặt của Tôn Nhi đổi một câu đố khác không? Thật ra là Ai Gia nhượng bộ như vậy cũng đã nể mặt hoàng thượng lắm rồi. Hoàng thượng, người không cần cầu xin cho nô tỳ, nô tỳ đã nghĩ ra cách. Thật sao? Có chắc không chị? Xin Thái Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng cho nô tỳ ít thời gian. Nô tỳ muốn đi lấy một thứ. Cứ đi đi. Nhưng mà cô phải nhanh lên, nếu không thì viên đá này sẽ chảy hết đó. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu, nô tỳ cáo lui. Tránh đường đi. Nè, nô tỳ ở cung nào vậy? Không biết quy tắc gì hết. Tránh ra. Ê, nè, ở đâu đây? Sao chị Quang vẫn chưa quay lại? Đã sắp tàn hết rồi, cô đã nghĩ ra cách chưa vậy? Nô tỳ đã tìm được cách. Xong rồi, chờ thêm một chút nữa là được. Tiểu A Đầu, ta không ngờ cô lại nghĩ ra được cách này. Trong hũ này của cô đựng thứ gì vậy? Đây là hũ múa của Ngự Thiện Phòng, nô tỳ tranh thủ chạy tới đó lấy. À, trẫm đã hiểu rồi. Trước đây trong bài học của trẫm cũng có dạy cách này, chẳng qua là nhất thời không nghĩ ra. Dị Quang, không ngờ cô cũng thông minh thật đó. Xin hoàng thượng đừng khen nô tỳ. Từ nhỏ tới lớn, học hành là chuyện nô tỳ ghét nhất. Nhưng mà cái gì cũng học, cho nên mỗi cái nô tỳ biết một chút. Hai chữ thông minh này nô tỳ không dám nhận. Sở dĩ mà nô tỳ biết được cách này là bởi vì lúc nhỏ, tới mùa đông, nô tỳ rất thích cùng với ca ca đi lấy nước muối làm người tuyết, nên nô tỳ biết được cách này. Tốt lắm, Tiểu A Đầu, câu đố thứ nhất này coi như là cô đã qua ải. Ai Gia sẽ ra tiếp câu đố thứ hai cho cô. Cô đếm xem, hàng ngang có bao nhiêu, hàng dọc có bao nhiêu, tổng cộng có bao nhiêu đồng tiền, nói xem. Bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, hàng ngang có 4 đồng, hàng dọc thì có 5 đồng, tổng cộng là 8 đồng tiền. Tốt, vậy thì trong số đồng tiền đó, cô lấy ra một đồng tiền nào, sao cho cả hai hàng đều có 5 đồng tiền bằng nhau. Hả? Như vậy thì không đúng. Hàng ngang thì thành 5 đồng, hàng dọc thì thành 4 đồng. Ai Gia sẽ cho cô thời gian một nén hương. Nếu như cô vẫn không đoán ra được thì coi như là cô thua rồi. Chết thiệt rồi. Tại vì lúc còn nhỏ, nô tỳ không có chịu học hành đàng hoàng, cứ gây phiền phức cho sư huynh sư tỷ, mà các sư phụ chỉ hù dọa thôi. Nhưng lúc phạt thì cũng giơ cao đánh khẽ. Bây giờ thì hay rồi. Số roi trước đây chưa bị đánh, giờ cộng lại đánh một lúc. Thái Hoàng Thái Hậu, lúc nãy người nói chỉ được di chuyển một đồng tiền, nhưng không có nói không được đè lên nhau. Người xem, nô tỳ làm đúng không? Trời ơi, Tiểu A Đầu này,
Cách này là do cô tự nghĩ ra hay là có người nào đó gợi ý cho cô vậy? Thái hoàng thái hậu tha tội. Thật ra là hoàng thượng đoán ra được trước, sau đó nói cho nô tỳ biết, cho nên nô tỳ mới biết đáp án. À đâu này, trẫm tốt bụng giúp cô còn bán đứng trẫm. Hoàng thượng, tôi xin lỗi, không giải được câu đố này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà nếu vì chuyện này mà dối gạt thái hoàng thái hậu thì nô tỳ đã phạm trọng tội. Hoàng tổ mẫu, thật ra là Tôn Nhi chỉ đưa tay linh tinh thôi, không thể coi là gợi ý được. Hơn nữa, câu đố này rõ ràng rất đơn giản. Cho dù Tôn Nhi không nhắc dị quan thì tự dị quan cũng nghĩ ra thôi. Tiểu A Đầu dị quan của người, nếu như không chịu thừa nhận thì chắc hoàng thượng cũng không nhận. Thì cho dù Ai Gia có nghi ngờ cũng không thể bắt được tại trận. Bỏ đi, bốn cung nể tình Tiểu A Đầu cô thành thật nhận tội, câu đố này coi như là thông qua vậy. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu, người đúng là tốt bụng, giống Hoàng Thái Âm Bồ Tát chuyển thế đi từ trong tranh ra. Ăn nói rất là khéo léo. Được rồi, tiếp theo đây Ai Gia sẽ cho cô biết câu đố thứ ba. Nhưng mà có điều, hoàng thượng không được gợi ý giúp cho vị quan nữa đó. À, Tôn Nhi biết rồi, câu đố thứ ba này Tôn Nhi tuyệt đối sẽ không gợi ý nữa. Nếu như hoàng thượng còn gợi ý, đương nhiên tính là thua. Tiểu A Đầu nghe cho rõ câu đố thứ ba đây, chuyện gì mà người khác ai cũng có thể làm được, nhưng mà bản thân cô thì không làm được. Chuyện này nô tỳ đã biết. Ngoài nô tỳ thì ai cũng có thể giết chết nô tỳ, chỉ có nô tỳ là không giết được nô tỳ. Hay, trả lời rất hay. Hoàng tổ mẫu, ải này dị quan qua rồi đúng không? Ây, trời ơi hoàng thượng à, người đừng nên mừng vội như vậy ha. Người thử nghĩ xem, một người đang sống khỏe mạnh tại sao tự nhiên vô duyên vô cớ đi giết người? Đương nhiên rồi, bất cứ ai cũng có khả năng đi tự sát mà, chỉ là phải xem người đó có muốn tự sát hay không thôi. Cho nên là đáp án này không đúng. Đáp án của nô tỳ không đúng sao? Đương nhiên rồi, đáp án này cần phải có một người thị phạm mới được. Thái hoàng thái hậu, bây giờ đầu của nô tỳ chẳng nghĩ được gì, không nghĩ ra được đáp án. Có nghĩa là cô tự nguyện chịu phạt rồi. Hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không dám cầu xin cho chị quan nữa. Tôn Nhi chỉ hy vọng người rộng lượng cho chị quan thêm một ngày nữa, cho chị quan trở về suy nghĩ cho kỹ. Thôi được rồi, vậy bốn cung nể mặt hoàng thượng cho cô thêm một ngày nữa, để tránh trường hợp có người cố tình gợi ý cho cô, Ai Gia sẽ giữ cô ở lại Từ Ninh cung một ngày. Chờ tới đúng giờ này ngày mai, nếu như cô vẫn không trả lời được thì hiển nhiên cô sẽ bị 50 rồi. Tạ ơn Thái Hoàng Thái Hậu. Tiểu A Đầu Lý Dị Quan này đúng là rất lanh lợi, giải được mấy câu đố dễ như trở bàn tay. Đáng lý câu đố thứ hai thần thiếp đưa ra đã có thể làm khó Lý Dị Quan rồi. Nếu không phải hoàng thượng giúp đỡ, e rằng cô ta đã thua từ lâu. Hoàng hậu không nên nghĩ như vậy. Cho dù là hoàng thượng không giúp cô ta thì sớm muộn gì Lý Dị Quan cũng trả lời được thôi. Chẳng qua chỉ là tốn thêm chút ít thời gian thôi. May mà có câu đố thứ ba của hoàng tổ mẫu làm khó cô ta. Cô ta có nghĩ 3 ngày 3 đêm cũng không tìm ra được đáp án. Thần thiếp chỉ sợ khoảng thời gian 1 đêm lại có người đưa đáp án cho cô ta thôi. Chỉ cần hoàng hậu biết mục đích tại sao Ai Gia lại đưa ra câu đố như vậy là đủ lắm rồi. Cần gì phải bận tâm tới kết quả. Nếu như Lý Dị Quan này không thể nào nghĩ ra được đáp án, vậy thì người làm hoàng hậu như con cần phải làm sao? Đó mới chính là kết quả tốt nhất. Ngao Bái đã bị giam vào thiên lao, lẽ nào ngài vẫn bán mạng cho hắn? Ta đâu có bán mạng cho Ngao Bái, nhưng ta cũng như cậu, bị Ngao Bái bắt uống đại bổ hoàng nên mới thân bất do kỷ.
ta cũng chỉ thỉnh thoảng truyền tin tức cho Ngao Bái thôi. Hả? Chúng ta chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Để thái y, nể tình chúng ta là đồng hương, lại còn cùng họ với nhau, cậu phải giúp ta giữ bí mật, không được bán đứng ta đó nghe chưa? Chúng tôi không bán đứng ngài, ngài sẽ bán đứng chúng tôi. Ê. Chuyện gì quan tác vào mặt Khang Hy, sao ngài lại nói cho Thái Hoàng Thái Hậu nghe? Vậy là giết người diệt khẩu. Đi thái y oan ức quá. Tuy ta cũng giống như cậu bị Ngao Bái khống chế, nhưng Ngao Bái có nói ta là người có thân phận đặc biệt nhất trong số các nội gián, có chuyện gì hắn sẽ tự tới tìm ta. Ngoài chuyện này ra không còn ai biết hết. Giống vậy ta không biết huynh muội hai người cũng biết chuyện, sao nghĩ tới chuyện giết huynh muội hai người diệt khẩu được chứ? Tôi với vị quan là người được hoàng thượng sắp đặt bên cạnh Ngao Bái. Ngài đang lo có một ngày chúng tôi biết ngài là gian tế của Ngao Bái bẩm báo với hoàng thượng, cho nên mới mượn tay của Thái Hoàng Thái Hậu giết chúng tôi diệt khẩu trước. Không, Lý Thái Y, ta không độc ác như cậu nghĩ. Cho dù hoàng thượng đã bắt được Ngao Bái rồi cũng không nghi ngờ ta, tức là hai người không uy hiếp được ta. Hơn nữa, ta phụng ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu giám sát hoàng thượng mỗi ngày bẩm báo nhất cử nhất động của hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng đã thân chính rồi, nắm hết đại quyền, ta cũng không dám giống như trước đây đem hết mọi chuyện lớn nhỏ bẩm báo cho Thái Hoàng Thái Hậu được. Huống chi hoàng thượng sủng ái muội muội cậu, sao ta có thể xúi dục Thái Hoàng Thái Hậu giết huynh muội hai người được chứ? Nếu ta không biết quan sát như vậy, sao sống được tới hôm nay, còn làm đại nội tổng quản nữa? Không phải ngài thì còn ai? Chuyện này chuyện này ta cũng không biết được. Ở trong hoàng cung, quan hệ với mọi người rất phức tạp, không biết được người nào nhận tiền của người nào, rồi làm việc cho người nào. Được rồi, tôi tạm thời tin ngài. Nể tình chúng ta là đồng hương lại cùng họ, chuyện này coi như cho qua. Sau này chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau nhiều hơn. Đúng 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 đúng, giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Hoàng thượng, tại sao lại nhăn nhó như vậy chứ? Người đang lo cho vị quan muội muội sao? Câu nói cuối cùng Thái Hoàng Thái Hậu đưa ra quả thật rất khó. Trẫm nghĩ tới bể đầu cũng không biết được đáp án. Thần thiếp nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được cách nào. Ê, Tuyết Mama, Mama có chủ ý gì không? Lão nô cũng nghĩ mãi không ra. Hoàng thượng không cần phải lo lắng, trong triều nhân tài lớp lớp, hoàng thượng âm thầm truyền cho mấy vị đại thần tâm phúc cùng nhau bàn bạc thử xem, không chừng sẽ nghĩ ra cách. Nói rất có lý. Quyển tâm, trong hậu cung này chỉ có nàng Hòa Nhã Điềm Đạm, những phi tần khác ganh tị với vị quan, không chừng còn mong vị quan gặp chuyện, chỉ có nàng mới thật lòng quan tâm tới cô ấy. Thần thiếp thứ nhất là muốn chia sẻ với hoàng thượng, thứ hai là vì thích vị quan muội muội thật. Trời ơi, ngài xem hoàng thượng của chúng ta từ lúc thân chính tới nay chưa bao giờ chịu kiến chúng ta trễ như vậy ha. Các ngài nói thử xem, chuyện gì mà gấp tới vậy chứ? Có phải là vụ án của Ngao Bái là có manh mối gì đó quan trọng không? Ê, Lý Thái Y. Lý Thái Y, ngài cũng tới rồi. Nè, có khi nào long thể của hoàng thượng bất an hay không? Câu này không được nói lung tung ha. Cẩn thận họa từ miệng ra đó. Minh Châu đại nhân. Lý Thái Y, ngài nói đi, có chuyện gì vậy? Đột nhiên hoàng thượng cho người tới truyền khẩu dụ, truyền tin chức lập tức tới diện kiến, nhưng mà lại không nói là vì chuyện gì. Được, vào trong thôi. Đi, mời Minh Châu đại nhân. Mời. Xin mời. Chúng ái khanh, đêm khuya trẫm truyền các khanh tới là bởi vì trẫm gặp phải một chuyện rất khó xử. Trẫm suy nghĩ rất lâu vẫn không tìm được đáp án, cho nên muốn nghe thử cao kiến của chúng ái khanh. Có chuyện là gì vậy? Chuyện gì? Thần dám hỏi hoàng thượng là chuyện nan giải gì vậy? Trên đời có chuyện gì chỉ có người khác có thể làm được, còn bản thân mình thì lại làm không được. Hả? Là chuyện gì khó khăn như vậy chứ?
Thì ra hoàng thượng đang bị cô đố này làm khó. Có rồi. Ví dụ như người khác có thể giết được chúng ta, nhưng mà chúng ta không thể tự giết mình. Đáp án này không đúng. Đáp án này chỉ là ngụy biện. Tất cả mọi người đều có thể tự giết mình, không phải tuyệt đối không làm được. Đáp án này phải cần có một người bước ra thị phạm cho mọi người xem, mà bản thân lại không thể bắt chước được. Hoàng thượng, không biết tại sao hoàng thượng lại hỏi câu lạ như vậy, mà còn nôn nóng muốn có được đáp án. Nguyên do bên trong trẫm không tiện tiết lộ. Chúng ái khanh chỉ cần cố gắng động não tìm ra đáp án vậy là được. Dạ có rồi hoàng thượng. Bẩm hoàng thượng, mỗi người trong chúng ta đều không thể nắm được tóc của mình rồi nhấc bổng mình lên khỏi mặt đất, nhưng mà người khác thì làm được. Đáp án này cũng không được. E rằng người ra đề sẽ nói chỉ cần chúng ta nhúng chân nhảy lên là không chạm mặt đất rồi, thì tại sao phải nắm tóc của mình nhấc lên chứ? Cho nên đáp án này vẫn chưa hợp lý. Hoàng thượng, những câu hỏi xảo trá tai quái như vậy thật ra không có đáp án nào cố định. Dù có trả lời ra sao á, cũng phải chờ xem người ra đề có cố ý làm khó hay là không. Bẩm hoàng thượng, người ra đề rốt cuộc là ai vậy? Và người đó có mục đích gì? À trời ơi, Minh Châu đại nhân, nửa đêm hoàng thượng gọi chúng ta tới đây là vì muốn chúng ta giải giúp câu đố, chứ không phải là biểu ngài đặt câu hỏi ha. Hoàng thượng, những câu đố này thực sự không phải là sở trường của chúng thần. Cho dù là chúng thần có đứng ở đây suy nghĩ cả đêm đi nữa cũng không có đáp án khiến hoàng thượng hài lòng được. Vậy chi bằng cho chúng thần mạnh ai nấy về phủ, sau đó cùng bàn bạc với các phủ tá tìm ra câu trả lời, sau đó viết đáp án ra giấy, rồi trước khi trời sáng đưa vào cung cho người. Có thể trong đó sẽ có đáp án khiến hoàng thượng phải hài lòng. Đành phải như vậy thôi. Được rồi, các khanh lui xuống trước đi. Dạ. Chúng thần cáo lui. Lý Thế Y, khanh ở lại. Ai đó? Lý tỷ tỷ. Lý tỷ tỷ. Lý tỷ tỷ. Là muội nè, dị quan. Dị quan muội muội. Lý tỷ tỷ. Nè, ngồi xuống. Tại sao muội lại tới đây? Chẳng phải muội bị hoàng thái hậu giam lỏng ở trong Từ Ninh cung sao? Hey, bà lão đó đâu có biết muội giỏi cỡ nào. Cho một ả cung nữ tầm thường canh muội, muội đã điểm nguyệt cô ta ngủ rồi, sau đó trèo cửa sổ thoát ra. Nhưng mà Tuyết tỷ tỷ, muội không thể ở lại đây lâu quá, không có hoàng thượng, muội sợ bà lão đó phát hiện ra hạ độc thủ. Được. Trong phủ có Sách Ngạch Đồ và Minh Châu, có cả hàng trăm người tài giỏi, nên trước khi trời sáng chắc chắn sẽ có được đáp án cho trẫm. Chẳng qua là vì Thái Hoàng Thái Hậu không muốn cho trẫm giúp, nên đã cho người canh chừng chị quan. Lý Thế Y, khanh có cách nào nói cho cô ấy biết đáp án mà thần không biết quỷ không hay hay không? Chuyện này thì dễ. Lúc Di thần còn nhỏ, từng học chung với mùi mùi trong một lớp học. Mùi mùi tính tình nghịch ngợm, không chịu ôn bài. Để giúp cho mùi mùi không bị sư phụ trách phạt, thần cũng hay âm thầm gợi ý cho mùi mùi. Tới chừng đó, hoàng thượng chỉ cần dùng cách của Di thần đem đáp án nói với mùi mùi là được rồi. Hoàng thượng đang cho triệu tập các đại thần tâm phúc giúp muội tìm ra đáp án. Chị thấy hoàng thượng cũng quan tâm tới muội lắm đó. Chẳng qua là người đã nhìn quen mắt những cô nương hiền lương thục đức, chẳng qua là muội khác với họ thôi. Tuyết tỷ tỷ, muội tới để báo cho tỷ biết muội đã tìm được tráp đồng rồi. Hả? Muội với Trương Ca Ca sẽ rời khỏi đây. Tráp đồng muội tìm được rồi sao? Cái tráp đồng này tìm được trong phủ của Ngao Bái. Muội đang nghi ngờ Minh Châu Cốc chúng ta có nội gián. Nói cho Ngao Bái biết bí mật của tráp đồng,
nhưng mà Ngao Bái lại ích kỷ, không bẩm báo với triều đình mà âm thầm đem tráp đồng cất giấu trong phủ của mình. Thì ra là như vậy. Ta thật không ngờ Minh Châu Cốc chúng ta lại có nội gián. Là ai vậy chứ? Muội không biết, nhưng mà Trư Ca Ca có nói với muội, cha muội sẽ mau chóng về Minh Châu Cốc bàn bạc với các sư phụ điều tra rõ chuyện nội gián. Trời ơi, muội nghĩ nội gián đó có tiết lộ thân phận của chúng ta với Ngao Bái hay không? Theo muội suy đoán thì tên nội gián này vẫn chưa biết hành tung ở bên ngoài của chúng ta đâu. Hắn càng không thể ngờ được chúng ta vào được hoàng cung, nên tạm thời chúng ta an toàn. Cũng có lý. Được rồi, nếu như giữa hai huynh muội có cách truyền tin hay như vậy, trẫm cũng cảm thấy yên tâm. Vậy Di Thần xin cáo lui. À, khoan đã. Hoàng thượng còn gì căn dặn? Thật sự không ngờ chúng ta thuận lợi tìm được chiếc tráp đồng. Nếu biết là như vậy, ta với sư phụ cũng không cần tốn hao tâm trí trà trộn vào trong hoàng cung. Đừng có buồn nữa mà. Muội tới đây có chút chuyện muốn nói với tỷ. Nếu như ngày mai muội không đáp được đề thứ ba thì bà lão đó sẽ đánh cho muội một trận. Tới lúc đó muội chỉ còn biết bỏ chạy thôi. Muội nói tỷ nghe, cái tráp đồng đó với lại kim ngân châu báu lục soát được đều được đặt ở dưới gầm giường ở trong phòng muội. Sau khi muội đi, chỉ đành nhờ tỷ với sư phụ đi lấy thôi. Một khi lấy được, lập tức rút khỏi hoàng cung. Ta mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Ê, tiểu sư muội, thật ra muội nhanh chóng rời khỏi Tử Cấm Thành cũng là đúng. Tại muội không biết, nhìn thấy muội với hoàng đế cả ngày như hình với bóng, đại sư huynh cảm thấy rất là khó chịu. Ôi, Trư Ca Ca điểm nào cũng tốt, chỉ có điều quá nhỏ nhen. Hey, không nói với tỷ nữa, bây giờ muội phải đi, nếu bị phát hiện muội sẽ chết thảm đó. À, muội cẩn thận nha. Muội biết rồi. Tên Ngao Bái vẫn không chịu giao thuốc giải của đại bổ quan. Trẫm sai sách ngạch đồ tới phủ Ngao Bái để lục xét cũng không tìm được. Lý Thái Y, nếu Khanh đã giải được độc cho trẫm, vậy chất độc đại bổ quan Khanh cũng giải được. Hoàng thượng, Ngao Bái không dám làm hại tính mạng của người, nên chỉ dùng chất độc làm loạn thần trí của người, và chỉ dùng lượng nhỏ. Nhưng mà đại bổ quan hắn cho thần uống là loại thuốc độc độc môn khống chế thuộc hạ. Di thần đã làm mọi cách, cũng chỉ bào chế ra được loại thuốc làm trì hoãn độc tính. Trẫm có lỗi với huynh muội các khanh. Hoàng thượng nói vậy, huynh muội Di thần thật không gánh nổi. Xin hoàng thượng yên tâm, Di thần sẽ tiếp tục nghiền ngẫm, sớm ngày tạo ra thuốc giải. Giờ cũng đã canh ba. Hoàng thượng, hãy nghỉ ngơi sớm. Trẫm vừa thân chính chưa bao lâu, trong triều bao nhiêu chuyện lớn nhỏ vẫn chưa lo ổn thỏa. Nhất là vụ án Ngao Bái liên quan nhiều thứ, rất khó giải quyết. Các tỉnh Sơn Tây Trực Lệ lại gặp nạn hạn hán lớn nhất mấy mươi năm qua. Trẫm đâu thể ngủ yên giấc được. Khanh lui ra trước đi. Di thần cáo lui. Thật không ngờ hắn cần chính như vậy. Mình nghe lời của tiểu sư muội, giúp hắn hạ Ngao Bái cũng là chuyện thất sách. Hoàng Thái Hậu Cát Tường, Hoàng Thượng Cát Tường, Hoàng Hậu Nương Nương Cát Tường. Được rồi, cô đã nghĩ ra được câu trả lời chưa? Thái Hoàng Thái Hậu, đầu óc của nô tì thật sự quá ngu ngốc, bởi vậy tới bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. À, vậy thì cô phải tranh thủ đi, không bao lâu nữa sẽ đến chính ngọ đó. Thành thật xin lỗi Long Tiểu Đệ, giờ ngọ vừa đến thì tôi sẽ trốn khỏi hoàng cung, có lẽ chúng ta không thể gặp lại nữa. Thái Hoàng Thái Hậu,
người với hoàng thượng đều ở đây, nô tỳ thấy căng thẳng quá. Nô tỳ ra ngoài suy nghĩ được không? Ai gia cho phép đó, ai gia phải xem thử tiểu nha đầu này còn có thể giở trò gì. Nô tỳ tuyệt đối không dám giở trò, đa tạ thái hoàng thái hậu, nô tỳ cáo lui. Khoan đã, chị quan, bên ngoài trời nắng, trẫm thưởng cho cô chiếc quạt. Nếu không cái đầu ngốc của cô lại trúng nắng, càng nghĩ không ra. Đa tạ khoan hoàng... đã, trên chiếc quạt đó có chữ của hoàng thượng có phải không? Đưa cho ai gia xem thử. Theo như ai già thấy, chữ viết của hoàng thượng lúc nào cũng đẹp. Cầm lấy. Đa tạ hoàng thượng. Dĩ quan, sợi dây lưu ly cô đang đeo nhìn rất tinh xảo. Trẫm còn nhớ ca ca cô cũng có một cái. Nô tỳ với ca ca là huynh muội song sinh cùng một ngày, nên sợi dây lưu ly này là lễ vật sinh thần phụ thân đã tặng. Mời hoàng thượng xem. Đây là nước thuốc đặc biệt, dùng nó để viết chữ, vừa khô là chữ sẽ biến mất, không để lại dấu vết. Nhưng mà thông qua sợi dây lưu ly màu này, những chữ đã biến mất sẽ hiện ra ngay. Vậy sao? Ê, nè, đúng thật là các chữ lại bắt đầu hiện ra, chữ còn lớn hơn nữa. Sợi dây lưu ly này thật ra là một loại kính phóng đại. Phụ thân của Di thần đã mua được nó từ thương gia Tây Dương, tặng cho thần và muội muội làm lễ vật sinh thần. Mỗi người có một cái, lúc nào cũng mang theo. Tới lúc đó, hoàng thượng chỉ cần ghi câu trả lời bằng nước thuốc này lên trên chiếc quạt của hoàng thượng đưa cho muội muội là được. Kêu muội ấy dùng dây lưu ly này, muội ấy sẽ hiểu ra. Lý Thái Y, trẫm rất ngưỡng mộ khanh, có được một tuổi thơ tươi đẹp với vị quan. Không chỉ trẫm, năm 10 tuổi cha mẹ đã mất hết, còn phải luôn luôn đề phòng sự ám hại của các thế lực trong cung. Được, vậy cô ra ngoài đi, nếu làm lỡ thời thần, trẫm không cứu nổi cô. Đa tạ hoàng thượng. Khoan đã, ta thấy thời tiết bên ngoài quá nóng, nên ta muốn thưởng cho cô chiếc khăn tay để lau mồ hôi. Đa tạ hoàng hậu, nô tỳ cáo lui. Hoàng thượng, hình như người không lo lắng cho ả nha đầu này chút nào. Hoàng tổ mẫu, Di quan chỉ là người đơn thuần, không phải kẻ ngốc. Tôn nhi tin là cô ấy sẽ có câu trả lời. Hoàng tổ mẫu cẩn thận. Nè, hoàng thượng ơi, tôi có thể sai hai người giúp nô tỳ đẩy cái xe được không? Chuẩn tốn. Đa tạ hoàng thượng. Hai người đẩy xe giùm tôi. Ê, đỡ tôi bước lên. Dạ. Đi thôi. Rồi, dừng lại. Mau mau, để xuống. Khoan đã, qua đây đỡ tôi xuống. Thái hoàng thái hậu, người xem, chỉ có người đẩy xe mới đẩy nổi chiếc xe này, còn người ngồi trên xe không bao giờ đẩy được xe. Nô tỳ nói đúng không? Hay, câu trả lời rất hay.
Hoàng tổ mẫu, câu trả lời này không chỉ giải được đề mà hình như còn gợi ý cho mọi người biết có những chuyện chỉ có người ngoài cuộc làm được, còn người trong cuộc không thể làm được. Phải, chắc hoàng thượng cũng đã hiểu rồi. Nha đầu này không phải là nha đầu khờ như người ta đã nói, mà là một người thông minh, người trong cuộc cũng không nên hồ đồ. Hoàng tổ mẫu nói rất đúng, Tôn Nhi xin ghi nhớ lời của người. Thật sự không ngờ ả Lý Dị Quan này lại thông minh tới như vậy. Khăn tay mà con ban cho ả, ả có xem tới không? Tối qua thần thiếp vừa mới nghe được những lời dặn ngọc của hoàng tổ mẫu, liền vẽ câu trả lời của câu hỏi thứ ba lên trên chiếc khăn tay. Sau khi ả đáp xong thì mới mở khăn tay ra nhìn thấy câu trả lời. Con rất là thông minh. Ai gia vừa nói thì con đã hiểu rồi. Hả? Sự giúp đỡ của con, hoàng thượng với Lý Dị Quan đã hiểu rõ trong lòng. Và nhất là hoàng thượng sẽ âm thầm cảm kích sự độ lượng của con. Chức hoàng hậu chỉ là một danh phận. Con cần phải nắm được trái tim của hoàng thượng. Địa vị của con mới được vững bền. Đa tạ hoàng tổ mẫu chỉ bảo. Lão đại, sao cô không kiên định chút nào vậy? Chẳng qua trẫm chỉ lấy ít máu chép kinh. Cô đã nói trẫm là hoàng đế tốt. Phải làm sao để làm hoàng đế tốt? Đó là môn học thâm sâu nhất trong thiên hạ này, đâu có đơn giản như vậy. Tuy là đạo làm quân vương tôi không hiểu cho lắm, nhưng mà tôi biết là người đang cố gắng làm một hoàng đế tốt, vậy là đủ rồi. Lực bất tòng tâm đâu thể tính là hoàng đế tốt. Được rồi, trẫm sẽ tiếp tục cố gắng giết cho xong. Được rồi. Người đó cố gắng ở đây nghỉ ngơi, chúng ta là huynh đệ kết bái, có phúc cùng hưởng, có họa cùng gánh. Người không làm được tôi làm. Tuy rằng máu của tôi không quý giá như long huyết của người, nhưng tấm lòng của tôi cũng thành tâm như người. Được, có lòng là được. Máu của cô cũng quý giá như máu của trẫm thôi. Chúng ta cùng nhau chép ra quyết kinh, nhất định trời cao sẽ cảm động. Cùng cũng xong rồi, đại công cáo thành. Lão đại, Quan Nhi, Long tiểu đệ, người xem, tôi đã dùng máu chép kinh chép xong hết rồi, người thưởng cho tôi sao đây? Trẫm sẽ thưởng trẫm cho cô có được không? Người lại nói lung tung nữa. Bây giờ chúng ta đang cầu mưa, thần linh mà thấy như vậy sẽ nghĩ người không thành tâm đó. Vậy xem kinh Phật cô viết đã. Lão đại ơi là lão đại, cuối cùng trẫm không biết tại sao hôm ở đệ nhất tửu lầu cô không dám viết chữ lên tường. Nói tới viết thư pháp thì cô phải theo tiểu đệ này học hỏi nhiều rồi. Đương nhiên rồi, người là hoàng thượng, viết không đẹp thì mất mặt lắm. Nhưng mà tôi thì khác, chữ của tôi không ai góp nhặt, cũng không bán kiếm tiền, viết không đẹp cũng có sao đâu, huống chi thần linh cũng không kén chọn.
Hoàng thượng, hoàng thượng à, có tin mừng. Trời mưa rồi, trời mưa rồi. Đi. Chị Quan, chắc chắn trời cao đã nghe tâm nguyện của trẫm, quyết thư kinh Phật của chúng ta đã cảm động được trời cao rồi. Trẫm phải đa tạ cô. Mưa lớn như vậy, lão bá tánh đã được cứu, dân chúng đại thái tánh được cứu rồi. Long tiểu đệ. Vui quá đi, vui quá đi. Long tiểu đệ, tặng người bông hoa này. Đa tạ, người đã cố gắng vì ba tánh lê dân trong thiên hạ. Hoàng thượng, trước đây người từng hứa với tôi, nếu như tôi không đồng ý, người sẽ không miễn cưỡng. Ấn tượng của cô về trẫm đã thay đổi, sao vẫn còn tránh né trẫm như vậy chứ? Tôi thừa nhận người là hoàng đế tốt, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy hoàng thượng là nam nhân không đáng để được nữ nhi yêu nhất trên đời. Chính là vì thanh mai trúc mã của cô. Nếu như hắn ta không quay lại thì sao? Nếu như hắn đã cưới cô nàng khác rồi thì sao? Không thể nào có chuyện đó. Cô tin hắn tới như vậy à? Tin hay không tin không quan trọng. Cho dù không có huynh ấy, chúng ta cũng không thể nào đến với nhau. Nếu như trước mặt cô không phải là hoàng thượng mà là tiểu đệ kết nghĩa Long Tam, thì cô có chấp nhận trẫm hay không? Người còn ở trong Tử Cấm Thành này, trên người còn khoác long bào này,
Chỉ cần người còn phi tần trong 12 cung Đông Tây thì người vẫn là hoàng thượng. Tôi không muốn chia sẻ phu quân với bao nhiêu cô nương khác. Được, nếu như trong lòng cô Trẫm mãi mãi chỉ là hoàng thượng, vậy bây giờ Trẫm hạ chỉ bắt cô gả cho Trẫm. Hoàng thượng, bình thường người điềm đạm lắm mà, từ lúc nào trở nên trẻ con như vậy? Chẳng phải người muốn làm hoàng đế tốt sao? Hoàng đế tốt sao lại cướp người đã có phu quân? Giờ Trẫm không cần làm hoàng đế tốt nữa, chỉ muốn làm một hôn quân háo sắc thôi. Hoàng thượng, hoàng thượng. Lý Chỉ Quan, cô. Hoàng thượng, nô tỳ mạo phạm Long Quy, xin hoàng thượng thứ tội. Sao đây, nhiễm phong hàn rồi đó. Ai kêu hôm qua muội đắc ý danh giáo? Muội có đắc ý danh giáo đâu. Muội tưởng Khang Hy là chân long thiên tử thật sao? Muội ôm lấy hắn là tránh được gió che được mưa, không bị lạnh sao? Hôm qua là hiểu lầm thôi. Khó khăn lắm mới có mưa. Lúc đó lòng tiểu đệ rất là hưng phấn, cho nên mới ôm muội. Sao muội đành lòng đẩy ra được? Muội có biết, lúc ta thấy Khang Hy và muội ôm chặt nhau trong mưa, tâm trạng của ta thế nào không? Trư ca ca, huynh giận hả? Nhưng mà chẳng phải huynh đã nói rồi sao? Huynh bảo muội tiếp cận, sẵn tiện thăm dò tin tức mà. Ta đâu có dám giận muội. Ta tự lấy đá đập vào chân mình. Tiểu sư muội, đế dương xưa nay luôn vô tình, chỉ có đại sư huynh si tình với muội thôi. Muội đừng để chính mình bị tình cảm giả dối của Khang Hy mê hoặc tâm trí. Muội đâu có bị huynh ấy mê hoặc. Muội biết mà, muội chỉ xem huynh ấy là huynh đệ, là bằng hữu thôi. Hơn nữa Khang Hy cũng rất tôn trọng muội, rất nhún nhường muội. Quan muội, muội vẫn chưa hiểu gì về tình cảm nam nữ cho nên mới nói như vậy. Nhưng ta với huynh Thành nhìn rất rõ, nếu muội tiếp tục bên cạnh của Khang Hy nhưng mà trong lòng không giữ khoảng cách với hắn, nhất định sẽ có biến. Tiểu sư muội, muội tuyệt đối không được để động lòng trước Khang Hy. Nếu không, chẳng những có lỗi với đại sư huynh, có lỗi với các sư phụ, mà còn khiến cho muội khó quay đầu lại. Tuyết tỷ tỷ, sao cả tỷ cũng nói như vậy? Muội cảm thấy oan ức lắm. Được rồi, được rồi, đừng có bàn chuyện tình cảm nữa. Nếu như mọi người đã quyết định ở lại trong cung tiếp tục thăm dò, vậy thì mỗi một người đều phải lấy đại cuộc làm trọng. Con biết rồi, con biết rồi. Hoàng thượng Cát Tường. Hoàng thượng Cát Tường. Hoàng thượng Cát Tường. Lòng tiểu đệ đáng ghét, không thèm ngó tới mình. Các ngươi lui ra đi, ta muốn đi một mình. Di thần tham kiến Lệ Tần nương nương. Miễn lễ. Vị quan đi gặp Khang Hy rồi,
không biết tình hình ra sao. Huynh không cần lo lắng. Mặc dù ngoài mặt thì Khang Hy đang giận dỗi Dị Quang, nhưng điều đó chứng tỏ Khang Hy coi trọng Dị Quang. Vì vậy tiểu sư muội sẽ giải quyết được Khang Hy. Thì thưa cô nương, chú ý cử chỉ của mình, làm vậy trước mặt hoàng thượng là đại tội. Hai cái chân của tôi tê hết rồi, đứng không nổi nữa. Không đứng nổi thì quỳ xuống. Sao cô có thể ngồi ngay dưới đất, không ra thể thống gì? Mau đứng dậy, mau lên. Lý Đức Phúc, có nô tài. Xem thử thuốc của trẫm sắc xong chưa? Dạ. Long tiểu đệ, chúng ta thật có duyên nha. Hổng uổng công là huynh đệ kết nghĩa. Người xem, người đang uống thuốc, tôi cũng đang uống thuốc. Tôi bị phong hàn. Trước khi tôi tới đây, ca ca chuẩn bị cho tôi một chén thuốc thật là lớn. Long tiểu đệ ơi, tôi biết người đang giận tôi. Người có thể giận nhưng mà đừng bỏ mặc tôi được không? Hế? Được thôi, nếu như hoàng thượng không muốn nhìn thấy tôi, cảm thấy tôi đây rất chướng mắt, vậy thì tôi đi về. Tôi đi nha. Người qua đây thì người sẽ thua. Tôi sẽ dùng nội lực ép cho ra mồ hôi. Sao vậy? Có phải đại bổ quản bộc phát không? Mong là mọi việc thuận lợi. Nếu có thể sớm ngày điều tra ra nội gián, mọi người chúng ta sẽ có thể sớm ngày rút về. Vậy ta đi trước. Khoan đã. Đại sư huynh, có chuyện này muội muốn nói lâu rồi, nhưng mà không biết làm sao để mở lời. Chúng ta chơi chung từ thổi nhỏ, tình như thủ túc. Muội có chuyện gì cứ việc nói thẳng ra. Tối hôm qua huynh tận mắt thấy muội bị triệu đi hầu tẩm. Huynh... Khuynh Thành, muội hy sinh sự trong trắng của mình vì đại nghiệp khôi phục Đại Minh. Nghĩa cử của muội Chu Từ Quyên khắc cốt ghi tâm, mãi không dám quên. Đúng ra muội đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi sự hy sinh, nhưng mà thật không ngờ tới tận bây giờ muội vẫn là thân trong trắng. Nè, uống thuốc trước đã. Sao rồi, đỡ hơn chưa? Không giận tôi nữa hả, Long tiểu đệ? Tôi nghe Lý Công Công nói hôm qua người lại thức tới canh tư. Long thể của người đã không khỏe rồi, cứ thức đêm như vậy làm sao chịu nổi. Lâu nay cô rất ghét trẫm, tránh né trẫm, còn giả vờ quan tâm trẫm làm gì? Cô cười cái gì? Đâu có. Tôi chỉ cảm thấy Long tiểu đệ của mình rất đáng yêu.
trước mặt đại thần thì tỏ vẻ đỉnh đạt, thì ra cũng biết giận dỗi giống trẻ con. Nhưng mà nếu như người giận tôi, người sẽ thua chắc. Từ nhỏ tới lớn, cha của tôi, sư phụ tôi, huynh đệ tỷ muội, họ mà giận dỗi tôi, không người nào thắng được hết, ai cũng chào thua tôi. Vì vậy tốt nhất người đừng giận tôi. Phải, khả năng đó của cô rất tài giỏi. Nhớ lại hôm đó bị cô đẩy xuống hồ sen, trẫm tức tới đau ngực. Hey, trời ơi, thôi đi được rồi mà. Thôi đừng giận nữa nha, để tôi xoa cho. Đỡ hơn chưa? Hey, thấy sao rồi? Sao tự nhiên dịu dàng với trẫm vậy? Nhất định là có chuyện gì đó muốn nhờ giả trẫm. Nói đi, cô đang có ý đồ gì? Tôi đã nói hoàng thượng là người khó hầu nhất trên đời. Giữ khoảng cách với người, người nói tôi lạnh lùng. Khi mà tôi tốt với người, người nói tôi có ý đồ. Vậy người muốn sao đây? Nói tới nói lui vẫn là lỗi của trẫm. Không phải là lỗi của người. Hoàng thượng là người chính nghĩa thông minh nhất, chuyện gì người cũng đúng hết. Chỉ có tôi là sai thôi. Tôi sai ở chỗ luôn xem người là huynh đệ tốt, còn giàu sinh ra tử với người, cản đau cho người. Nhưng tôi lại không thể giả làm kẻ si tình để được người sủng ái. Trẫm đã hiểu rồi. Cô chỉ xem trẫm là huynh đệ. Bỏ đi, quân tử không được tham lam. Trẫm không nên quá tham lam. Yên tâm đi, sau này trẫm không miễn cưỡng cô. Lý công công à, được rồi, đưa cho tôi. Tôi sẽ hầu hoàng thượng uống thuốc. Đắng chết đi được. Long tiểu đệ, người quá dũng cảm, mau lên, mau uống đi, kẻo nguội. Khoan đã, thì thưa cô nương, nô tài chúng ta thử thuốc cho hoàng thượng, phải múc số thuốc đó bỏ vào một cái chén khác. Cô làm vậy, chén thuốc của hoàng thượng đã bị dính nước bọt của cô rồi. Tôi bảo hoàng thượng làm sao mà uống được. Tôi xin lỗi, hay là ngài sắc lại chén khác đi. Không cần phải phiền phức như vậy. Cầm lấy đi. Long tiểu đệ, tôi xin lỗi, tại tôi quên mất nên không giữ quy định được. Không sao đâu, đâu phải chưa từng có chuyện này. Đã quên rồi sao? Lúc ở Trích Tinh lầu, hai chúng ta lén ăn ngự thiện. Trẫm nhớ lúc đó cô có mang theo rượu nho trên núi. Tuyệt lắm. Sao hả? Rượu ngon. Lần đó hả? Long tiểu đệ vẫn còn nhớ chuyện hôm đó hả? Đương nhiên rồi, trẫm sẽ mãi ghi nhớ. Trẫm tin là cô cũng còn nhớ. Bộ dạng mắc cỡ của cô cũng đáng yêu lắm chứ. Phải rồi, rượu nho rừng đó đâu, có còn không? Bao lâu nay trẫm vẫn rất nhớ mùi vị đó. Vẫn còn, tôi vẫn còn chừa lại một ít. Đợi qua vài ngày nữa, kết thúc vụ án của Ngao Bái, tôi sẽ mang ra, chúng ta cùng uống rượu ăn mừng. Ngao Bái, trẫm đang rất rối lòng vì chuyện này. Có chuyện gì mà rối lòng chứ? Con người của Ngao Bái chuyên quyền chiếm đất, còn hạ độc cả hoàng thượng, tội nào cũng là tội chết. Tôi thấy cứ công khai tội danh của hắn ra khắp thiên hạ, rồi cứ việc vậy là xong. Cô tưởng cắt dưa hấu hả? Đâu có dễ dàng như vậy. Không nói chuyện khác, chỉ nói về chất độc đại bổ quan, thuốc giải còn trong tay của hắn, trẫm đã không thể chém đầu hắn rồi. Phải ha. Mặc dù ca ca vẫn đang tìm cách bào chế ra thuốc giải của đại bổ quan, nhưng mà vẫn chưa được. Hơn nữa mỗi lần chất độc của nó bộc phát trong cơ thể tôi đau đến không thiết sống. Long tiểu đệ, liệu người có cách gì ép được Ngao Bái giao loại thuốc đó ra hay không? Nếu muốn Ngao Bái giao thuốc giải đại bổ quan ra thì chỉ có một cách. Đồng ý điều kiện của hắn. Đồng ý điều kiện của hắn? Tại sao phải vậy? Hắn chỉ là thân tù tội, có tư cách gì ra điều kiện với hoàng thượng? Nhà đầu ngốc, Ngao Bái là nguyên lão tam triều,
từng cứu mạng thái tộc hoàng đế. Điều quan trọng nhất là hắn nắm giữ đội quân tình báo rất quan trọng. Đó là tai mắt quan trọng nhất của triều đình. Số tai mắt này đều là tâm phúc của hắn, được hắn trực tiếp điều khiển. Trẫm giết hắn rất dễ, nhưng mà trẫm sẽ mất đi một đội quân tình báo đã được gây dựng từ rất lâu. Họ sẽ bị điếc bị mù. Trẫm cũng không tài nào thao túng được những người và bè phái đang âm thầm chống đối triều đình. Nghĩa là đây là lý do hắn đang uy hiếp người. Hắn muốn trẫm xá miễn mọi tội danh của hắn. Trẫm có thể cắt chức của hắn, nhưng nhất định phải để hắn tiếp tục nắm giữ đội quân tình báo. Hắn mới hiếu trung với trẫm, đồng thời giao lại thuốc giải đại bổ quan. Nhưng mà người cảm thấy hắn có hiếu trung thật sự không? Trẫm sẽ không tin hắn đâu. Trẫm bị hắn chèn ép bao nhiêu năm, khó lắm mới có thể mượn cơ hội này để chỉnh đốn lại triều cương. Nếu như dễ dàng tha cho hắn, còn bị hắn uy hiếp, trẫm sẽ cảm thấy thật sự không cam tâm. Long tiểu đệ, mặc dù tôi cũng không hiểu quốc gia đại sự, nhưng mà tôi cảm thấy đại trượng phu tiến được lui được. Người là thiên tử, là đại trượng phu lớn nhất trong thiên hạ. Vì vậy, vì giang sơn xã tắc, thỉnh thoảng chịu thiệt một chút cũng không có gì. Hơn nữa, sắp tới Ngao Bá nhất định sẽ liên lạc với thuộc hạ của hắn. Lúc đó, người có thể phái người canh chừng. Đợi đến khi nào người đã nắm giữ toàn bộ quân đội tình báo, cũng không muộn đúng không? Cô nói rất đúng. Trẫm là thiên tử, là đại trưởng phu lớn nhất thiên hạ. Vì giang sơn xã tắc, cũng vì lão đại của trẫm, Dĩ Quan, trẫm sẽ chấp nhận điều kiện của Ngao Bái. Long tiểu đệ, lão đại mãi mãi ủng hộ người. Ừ.